Thưa quý khán giả, gần 20 năm tạc tượng danh nhân, năm 2008 điêu khắc gia Trụ Công Vũ có được một hạnh phúc, một nguồn cảm hứng đặc biệt mà anh cho rằng đã để lại dấu ấn khó quên trong quãng đời nghệ thuật của mình. Đó chính là tác phẩm Tượng đài Hồ Chủ tịch mà anh vừa hoàn thành đúng vào dịp sinh nhật Bác ngày 19 tháng 5 năm 2008. Những ngày gần đến sinh nhật Bác 19 tháng 5 2008 tại trụ sở Tổng cục An ninh Thường trực Công tác phía Nam thuộc Bộ Công an đường Nguyễn Văn Cừ, quận 1, tượng đài Hồ Chủ tịch đã được đưa vào vị trí trang trọng và đẹp nhất trong khuôn viên sân vườn của trụ sở để kịp làm lễ khánh thành đúng vào ngày 19 tháng 5. Đây là công trình văn hóa nghệ thuật quan trọng hưởng ứng thiết thực đợt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được phát động trên cả nước. Trong đó là cái lãnh đạo của Tổng cục An ninh phía Nam cũng như cái đảng ủy ở tại phía Nam này thì có suy nghĩ và tính ra một cái việc mà có thể nói là thiết thực nhất rồi tác động mạnh nhất vào cho cán bộ chiến sĩ. Thì có đã quyết định việc dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại cái trụ sở của Tổng cục An ninh Bộ Công an đang thường trực công tác ở phía Nam. Có thể nói ý nghĩa của nó là để giáo dục hàng ngày cho cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ của lực lượng an ninh nhìn vào Bác rồi học tập tấm gương của Bác. Đó rồi cái củng cố lòng trung thành của cán bộ chiến sĩ. Đó rồi nâng cao trình độ công tác của mình. Rồi tăng cường cái phục vụ nhân dân được tốt hơn. Khi đoàn làm phim Hành trình theo chân Bác của HTV vừa khởi hành, bắt đầu chuyến đi dài ngày qua các quốc gia nơi mà Bác đã từng làm việc, sinh sống và hoạt động cách mạng trong những tháng ngày Bác bôn ba tìm đường cứu nước, thì tại quê nhà, các văn nghệ sĩ của thành phố cũng đã có nhiều hoạt động văn nghệ sôi nổi để kỷ niệm 118 năm ngày sinh của Bác. Trong đó, nhà điêu khắc Trụ Công Vũ và nhóm nghệ nhân cũng đã góp một phần nhỏ của mình với tượng đài Hồ Chủ tịch, được khánh thành vào đúng ngày sinh của Bác, ngày 19 tháng 5 năm 2008. Nhà điêu khắc Trụ Công Vũ cùng kiến trúc sư Đoàn Thanh Thọ và ekip nghệ nhân đá lành nghề Nguyễn Viết Thảo, Nguyễn Việt Tài đã tận tụy với công trình tượng đài Hồ Chủ tịch suốt hơn 45 ngày. Việc xẻ khối đá granite nguyên khối nặng 12 tấn để làm tượng Bác đã chiếm hơn 10 ngày mới hoàn tất. Tượng đài Hồ Chủ tịch cao 2 mét, bệ đỡ cao hơn 1,5 mét. Khi hoàn tất, toàn bộ tượng đài cao hơn 3,5 mét, nặng hơn 6 tấn, nằm trên một mặt phẳng hoa viên khá đẹp, có thảm cỏ, cây xanh. Được tạc từ một khối đá granite nặng 12 tấn, tượng đài Hồ Chủ tịch của nhà điêu khắc Trụ Công Vũ và nhóm nghệ nhân toát lên vẻ trí tuệ, hiền từ và đức độ của một vị lãnh tụ, nét thanh cao tao nhã của một nhà văn hóa lớn, cùng với những đường nét giản dị và gần gũi của một người Việt Nam. Điêu khắc gia Trụ Công Vũ đã kỳ công đi tìm và lựa chọn rất nhiều loại đá khác nhau, từ thành phố Hồ Chí Minh đến Bình Dương, Bà Rịa, Vũng Tàu. Chất liệu đá granite được chọn với sự đồng ý của ban lãnh đạo Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Vì loại đá này bền vững ngoài trời, không bám rêu và bề ngoài của đá có vẻ đẹp mộc mạc. Đặc biệt, bản vẽ kỹ thuật được thiết kế bằng công nghệ 3D để những người thực hiện nắm được đầy đủ các góc cạnh, chi tiết của tượng, phối cảnh không gian nơi đặt tượng. Tất cả quy trình đều được ekip làm tượng tính toán, xử lý cẩn thận, với mục tiêu tạo nên tượng đài Hồ Chủ tịch vừa đẹp về mỹ thuật, vừa đảm bảo các yếu tố kỹ thuật hoàn chỉnh. Việc dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tổng cục An ninh phía Nam là nguyện vọng tha thiết của đảng viên, cán bộ chiến sĩ. Vì vậy, lãnh đạo Đảng ủy A30 và lãnh đạo Tổng cục An ninh đã chỉ đạo chúng tôi ekip đi các tỉnh miền Trung để gặp gỡ và trao đổi với các điêu khắc gia, rất nhiều các điêu khắc gia tỉnh miền Trung, và cuối cùng đã chọn cái ekip điêu khắc gia của Trụ Công Vũ để làm cái tượng đài này. Thế, thời gian thì không có nhiều, nhưng cái ekip của anh điêu khắc gia Trụ Công Vũ đã có tinh thần cố gắng rất cao, làm việc ngày đêm, cho nên đến hôm nay tượng đài đã đặt ở vị trí và để
khánh thành kịp ngày sinh nhật của Bác Hồ 19 tháng 5 năm 2008. Gần 20 năm làm tượng, nhà điêu khắc Trụ Công Vũ có được niềm vui và hạnh phúc lớn khi hoàn thành tượng đài Hồ Chủ tịch. Và đó cũng là niềm vui chung của cán bộ, chiến sĩ Tổng cục An ninh nhân kỷ niệm 118 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu. Đã có nhiều tượng đài Hồ Chủ tịch của các tác giả trong cả nước được nhân dân yêu thích và trân trọng. Tác phẩm nghệ thuật Chân dung Hồ Chủ tịch của nhà điêu khắc Trụ Công Vũ và nhóm nghệ nhân đã góp phần khắc họa thêm những tình cảm tốt đẹp của người dân thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và người dân cả nước nói chung luôn hướng về Bác, cũng là hướng về những bước phát triển tích cực của đất nước mà Bác đã ước mơ lúc sinh thời.